Chào mừng anh em đã quay trở lại với Fata Yuga mình. Mà lại tiếp tục cái cuộc hành trình của anh thanh niên đẹp trai Leon đây à, cái thằng quỷ kia đang đi kiếm mình kìa. Đi rầm 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 trên đầu mình kìa. Cứ coi bây giờ là mình đang ở đâu và mình có những cái gì. Bây giờ mình cần đi đặt cái thuốc nổ nè. Mình nhớ rồi, cái quyển sách này là mình phải đi kiếm một cái bức tượng. Mình đặt vào cánh tay để mình lấy cái viên đá. Rồi từ cái viên đá đó mình đặt vô đây để mình lấy một cái khóa USB. Đó sẽ là hai công việc mình cần phải làm trong tập hôm nay. Ôi. Ê. Mình nghe tiếng bước chân của nó. Ôi trời, đâu ra vậy? Ôi. Ôi, còn đâu ra nữa đấy. Tức ghê luôn anh em ơi. Chạy thôi, chạy thôi. Đấy, đây là một trong những cái sai lầm của mình khi mà mình không chịu giết mấy con này nè, để bây giờ mình không có đường chạy nè. Trời ơi, mình bắn nát mặt luôn rồi kìa mà không xi nhê gì hết. Từ 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 anh ơi. Anh đẹp trai ơi, từ từ. Cái này như là cáp, mình nhớ như là cáp hay sao á. Không phải à, DCM đúng không? Đó. Ồ, cũng được. Có còn hơn không? Ủa sao nó đi từ hướng này ra ta? Kỳ vậy. Không kịp rồi. Quái thiệt chứ. Từ từ mấy anh cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Đừng có nóng. Nóng quá mấy anh ơi. Lại là đạn shotgun. Mình có đạn shotgun méo đâu. Mình có súng shotgun đéo méo đâu. Thằng quỷ kia nó vẫn còn dí mình kìa. Không ổn rồi. Giờ mình đi đâu đâu đây mình cũng không biết luôn nè. Rồi trong đây mình chưa kiếm được cái đồ đâu. Chạy tiếp thôi. Mình nhớ cái em nhân vật kia là mình cho nhiều đồ lắm mà ta. Chết rồi, bị bao vây rồi anh em ơi. Bây giờ sao để mình leo lên đi nhờ. Thằng kia đâu rồi? Mình chỉ sợ thằng mập địch thôi. Cứ theo mình miết thôi. Hình như là nó đang đi hướng này đúng không ta? Ôi vãi nồi thiệt kìa. Xí học đi liêu 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 liêu. Ai không ổn rồi. Cái kiểu như mình bị dồn vô đường cùng rồi anh em ạ. Cái con sư tử này để mình sẵn mà lấy con sư tử này luôn. Đây rồi. Cái vương miệng ngọn lưỡi con chim. Cái vương miệng ngọn lưỡi con chim à. Ok, quất luôn. Đây. Cái vương miệng nè. Ngọn lửa nè, con chim. Mày hả con? Mày xạo xạo hả con? Mày dí tao nữa đi. Vậy là mình chạy xuống đây mình đặt luôn vậy. Mấy thằng quỷ này thiệt cái chứ. Nó dí ghê thật sự luôn á. Mà trong khi đó súng mình súng yếu nữa chứ. Chơi vậy chơi bời gì nữa trời. Bây giờ mình mới đặt cái kiếp nổ này để lấy cái miếng phù điêu còn lại. Hình như là cái bức tượng nằm trong đây nè.
cái bức tượng mà có cái viên ngọc á. Đây. Kết hợp vô. Cái gì nữa đây? Ủa sách tham quan gì nó mới ghê chứ. Chìa khóa, chìa khóa. Đây. Cái gì đây? Ồ cái thẻ nè, cái thẻ này để mình lấy cái súng shotgun nè. Đậu phộng nha mấy bạn luôn. Mấy bạn nhớ mặt mình đó. Tay trái của bức tượng mình sẽ kết hợp với cuốn sách. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên đây. Mình sẽ lấy được cái viên ngọc. Hợp lý, hợp lý. Ủa cái gì vậy? Mình nghe cái tiếng động sau lưng mình kìa anh em ơi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Đây, mình sẽ lấy được cái thẻ USB đúng không? Đó. Thì mình sẽ lấy được hai cái cung súng. Sao gặp nó ở đây ta? Ủa, thằng đầu cắt môi kia đâu rồi? Đừng dí em nữa anh ơi. Ai da, không bắn không được. Đúng là sai lầm lớn nhất của mình là không chỉ bắn mấy con này. À, cuộc đời mình sẽ đi đâu và về đâu đây? Anh em thấy chưa, bây giờ chỗ nào cũng có dơm kìa. Thế nó mới khổ chứ. Cứ chờ đó đi. Mấy mày, tụi mày cứ chờ đó đi. Giả mang hiếp tao hả? Cái đậu xanh rau muống nhà mấy bạn luôn. Này thì, này thì, này thì dí với chúng tôi hả? Đấy, mà đã được cái shotgun rồi đây nè. Mình sẽ để vô phím số 3. Phím 3 thay đạn vô. Thằng đầu lại đây. Thục banh xác luôn nè. May xạo, may xạo, may xạo. Nói thế thôi chứ chạy anh em ạ. Bây giờ mình phải vòng lên trên kia để mình đặt cái thuốc nổ. À không, bây giờ mình phải đi lấy cái huy hiệu này nè. Mình sẽ lấy cái khẩu súng kia luôn. Cút. Cút. Hình như cái thuốc nổ trong đây hay sao anh em ạ, để mình vô mình đặt luôn. Đầu cắt môi này. Mày lết cái gì? Mày lết cái gì? Á, à, thằng kia nó sống vậy rồi kìa anh em. Này đúng không? USB, USB. Ủa? À không không không, mình phải lôi nó ra đã anh em ạ. Ui xì 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 xì. Xoay 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 xoay. Kỳ vậy. Đây rồi. Hình như mình lấy được cái khẩu DE chứ không phải cái khẩu súng ấy. Ờ đúng rồi, phải cất đi chứ nhờ. Cái gì vậy? Yeah. Ủa? Mà sao bị sai cái USB vậy? Ôi, mình chưa tự tỷ cái mình rút USB ra thật. Quên anh em mà quên, nhầm. Bó tay luôn. Đó. Giờ mình mới lấy USB ra nè. Tụi mày sẽ chết với tao. Tụi mày sẽ chết với tao. Cái gì đây? Bây giờ mình phải sắp xếp lại cái vũ khí của mình đã anh em ạ.
Khẩu DE mình mới lượm được nè. Còn cái khẩu này mình sẽ để dành cho cái số 4. Hợp lý chưa? Rồi. Bây giờ đi đâu đi nữa ta? Mình cần phải... Ủa đây nó có cái gì vậy ta? Cái này số 3 mới đúng chứ. Đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ phải lên lầu trên. Lầu ở trên để mình lấy cái miếng phù điêu kia còn lại. Ủa? Ủa thì ra anh đứng đây anh đợi em à. Trời mẹ ơi. Sao nó không chết vậy? Nó dai lắm. Nó dai như quỷ vậy. Chết thế méo nào được. Cái gì đây? Mù như dơi. Một viên. Lại đây mày. Hai viên. Dạ. À, trâu quá vậy. Trâu. À, nó trâu thật sự lên em ạ. Quỷ. À, thằng nó ăn cái gì mà nó trâu ghê vậy trời. Kích nổ gì nữa. Đây, bây giờ mình qua bên kia mình lấy đồ cái. Chính ra để nó nổ. Thằng này, mày sống vậy đúng không? Mày sống vậy đúng không? Nhanh lên để nó tỉnh dậy. Khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Cái bức tượng này mình nhớ hình như là nó khá là rõ luôn. Đầu dơi, cái đèn và cái chim. Đầu dơi nè. Cây đàn và con chim. Dạ. Yeah. Ủa lấy chi vậy? Hình như là bây giờ mình cần phải lấy cái con đội nữa hả? Quá gì trời. Ôi, mình đi lộn cửa rồi. Đi bên đây mới đúng chứ. Chà. Đây rồi. Mình cứ tạm thời mình mở cái cửa đi trước đi đã anh em ạ. Mình còn cái gì nữa ta? Hai F là mình lấy hết rồi đúng không? Mình còn gì đâu. Ui sao mình còn nhiều vậy? Đỉnh mệnh. Máy nâng nè. Mình sẽ đi lên trên đó. Thằng quỷ này mình không bắn là không được mà. Không bắn là không được mà.
Ở đây. Mày lại đây. Giờ mình sẽ đi lên đây. Hồi nãy mình lấy cánh tay đó đúng không bây giờ? Rồi. Lên dĩa với chúng tôi. Lên dĩa với chúng tôi nè. À, có khi nào mà sử dụng phí đạn quá không ta? Bên đây mình đi qua được không? Éo được. Quỷ kia nó vẫn còn dí mình kìa, thằng khốn nạn. Trời, mình đi đúng cái vòng tròn luôn. Cái đầu phộng vậy đó. Trong đây có cái gì vậy? Thôi mấy anh ơi, tha cho em đi. Dưới đây mình không có chỗ xe quá ta. Mình phải quay lại. Đi tới một cái nhà vệ sinh là có một cái... Ok, đi thẳng tới, đi thẳng tới. Vô nhà vệ sinh, vô nhà vệ sinh. Ôi trời, hụt rồi. Cút. Ủa, cái chỗ nào cho mình xe vậy ta? Phòng bảo vệ hả? Ở đây nó có những cái đường đi rất là buồn cười nha. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây nữa vậy? Dao trên đây luôn mới ghê chứ. Đuối, 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 đuối rồi anh em ạ. À, trong đây có cái phòng nghỉ. Mừng quá. Thì mình vô mình xem đây đã. Ok, thì cái video của mình ở đây là kết thúc nha anh em. Cái định mệnh nó thiệt. Toàn là ăn xong rồi chạy không à. Hẹn em ở clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.